Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một series có tên là Phong Lao Công. Thì trong tập này thì mình có bổ sung cho mình một cái gọi là một cái rương ở đây đó bạn. Có nghĩa là qua từng level, khi mà mình vượt qua được cái level này á thì sẽ có một cái nhiệm vụ khác. Và cái nhiệm vụ đó sẽ được bỏ vào trong cái rương này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì nha. Ok, rồi để xem nhiệm vụ của chúng ta lần này dành cho Phong Lao Công là gì nha các bạn. Rồi để mình xem coi. Thì nhiệm vụ lần này của chúng ta đó chính là sửa chữa cửa hàng KFC. Thì nhiệm vụ chúng ta là quét dọn cửa hàng, sửa chữa những nơi bị hư hỏng, trang trí bàn ghế và sau đó là thêm thức ăn cho cửa hàng KFC. Quá đơn giản. KFC có thể nói là một nơi mà mình rất là thích đi đến đó ăn, cho nên là mình quyết định rằng là mình sẽ gọi là ưu tiên sửa chữa KFC. Ok, rồi để mình xem coi. Đây là dụng cụ của mình nè. Đó, còn đây chính là số tiền ở trong tập 1 chúng ta đã kiếm được. Đó chính là 80 coin. Và để xem liệu rằng là lần này chúng ta sửa chữa tiệm KFC chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nha các bạn. Mình hy vọng là có thể kiếm được thật là nhiều tiền từ cái tiệm KFC này. Đó, nè, KFC thấy không? Đó, nguyên một cái bảng KFC to đùng ở bên kia luôn kìa. Vậy chúng ta sẽ vào trong đó và sửa chữa KFC nha các bạn. Ok. Rồi, tiệm KFC chúng ta đi đến nơi đây. Wow, coi bộ là cũng đâu có gọi là hư hỏng gì nhiều đâu ta. Tức là mình thấy gọi là hoa cỏ lá rồi tùm lum ngoài đây nè, quá đẹp luôn nè. Trời là trời, đẹp thế này mà bảo là hư hỏng gì ta. Để xem coi what the hell. Cái quái gì thế này. Trời ơi nhìn kìa. Cái gì mà có phân bò trong đây nó vậy. Oh my god, KFC mà cái gì đâu mà nhìn nó tan hoang vậy. Cái gì KFC mà bể tường rồi gọi là bò ở đâu nó vô trong tiệm, nó ỉa đầy ở đây rồi gì dấu chân nữa nè. Dấu chân nè, dấu chân của mấy thằng nhỏ đi chăn bò nè. Bọn nó vô đây mà nó phá nè. Trời ơi là trời, phân bò không, KFC gì đâu mà bị dính đầy phân bò tùm lum la. Hèn gì mà phải nhờ đến Phong Lao Công rồi, trời là trời. Mấy cái đống này dơ bẩn thế này đúng không? Phong Lao Công chỉ cần lừa là búng tay một cái thôi là sạch sẽ hết, trời là trời. Dăm ba mấy cái cục rác, dăm ba mấy cái gọi là hư hỏng Phong Cận à. Phong Lao Công chỉ cần búng tay cái là xong hết. Rồi, bây giờ để mình xem nha. Đầu tiên là mình sẽ phải dọn hết cái đống dấu chân với lại phân bò này đi nè, trời là trời. Ơ tính ra là mình làm lao công, tại sao nó bắt mình đi dọn phân bò ta? Nói chung thì khách hàng là thượng đế các bạn, nó bắt chúng ta làm cái gì chúng ta làm cái đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dọn cho xong cái đống gọi là phân bò hay là dấu chân này nha. Rồi sắp xong rồi các bạn ơi. Không ngờ cũng có một ngày Phong Cận TV bỏ làm YouTube để đi dọn phân bò. Phải nói thì không tin được luôn á. Trời ơi là trời, nó ỉa lên tới ngay cái quầy gọi là đựng thức ăn của ta luôn. Đúng là vô văn hóa, đứa nào đi chăn bò mà đi vô đây chăn bò mà vô văn hóa kiểu này tao mà gặp được ha, tao quýnh cho sắp mặt. Ok. Rồi, bây giờ là tường gọi là bây giờ thì mình đã dọn hết dấu chân với lại là phân bò nè. Còn ở trên tường thì nó hay bị dính mấy cái rong rêu nữa các bạn. Mình nghĩ là mình cũng phải dọn hết cái đống rong rêu nữa các bạn ơi. Rồi ok, sạch sẽ luôn. Trời ơi là trời, Phong Cận TV mà ra tay thì chỉ có gọi là sạch sẽ từ trên xuống dưới đất luôn các bạn ơi. Quá sạch sẽ luôn, nguyên cái tiệm KFC là coi như là bây giờ là không còn một cọng rong cọng rêu này nào nữa rồi đó. Và cái vấn đề mà chúng ta đang gặp hiện tại đó chính là những cái bức tường. Có lẽ rằng ở trong thời gian gọi là KFC không hoạt động và đã có rất là nhiều những cái tác động của thời tiết kèm theo đó là con người và khiến cho bức tường của KFC gọi là bị vỡ nát như thế này các bạn ơi. Đây bị vỡ hết nè, cửa kính cũng bị vỡ luôn nè. Mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ phải gọi là lắp hết gọi là cái tường này lại, chám xi măng lại, sau đó sơn màu lại để làm cho cái tiệm KFC nó đẹp hơn. Rồi bây giờ là mình phải đi đến cái cửa tiệm của cái ông mà bán nguyên vật liệu gọi là xây dựng để mình mua gọi là xi măng nè, với lại màu nè, với lại kính để mình trang trí lại cái KFC. Rồi đi thôi nào. Rồi mình đang đi tới cái cửa tiệm của ông bán nguyên vật liệu nè các bạn ơi. Hello ông, hôm nay tôi lại tiếp tục đến đây để mua đồ của ông nữa rồi. Rồi để xem coi. KFC là cái bức tường nó màu đỏ đúng không? Nhưng trong đây lại không có cái xi măng màu đỏ, cho nên mình sẽ mua cái xi măng màu trắng. Mình sẽ mua số lượng là một cái đi. Một cái nè, sẽ được 30 cái khối xi măng. Với lại mình mua thêm một cái màu nữa. Chúng ta cần phải có mua cái màu để chúng ta sơn lại cái tường màu đỏ bạn ơi. Chứ cái tường tiện đen màu đỏ mà lắp cái cục màu trắng vô thì nhìn nó hơi dở hơi. Chúng ta phải thêm cái màu đỏ vô. Rồi thêm kính đó nè. Đúng rồi, KFC đang bị vỡ kính, chúng ta phải thêm kính nào. Và nếu như có tâm hơn thì mình nghĩ là mình sẽ trang trí thêm hoa cho nó. Trang trí thêm hoa cho KFC. Rồi, mua thêm nè. Rồi KFC hình như là thấy hơi tối đó, mình phải mua thêm bóng đèn thôi.
mua thêm bóng đèn cho KFC. Rồi để xem coi, tiếp theo đó nữa là bàn ghế, đúng rồi, phải cần có bàn ghế, mình sẽ mua 2 lần, 3 lần. Ok, 3 nè, 4, 5, 5 luôn đi, 5 cái luôn. Rồi, mua ghế đúng không, bây giờ tôi được bàn, 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Mua cho số lượng bàn phải bằng số lượng ghế. Rồi, 25 cái bàn, 25 cái ghế, bình hoa, rồi bóng đèn có đầy đủ, ok. Rồi, mình nghĩ như thế này là cũng gần đủ để có thể gọi là sửa chữa cái tiệm KFC này đó. Bây giờ đi qua bên đó để xem còn thiếu cái gì thì mua sau. Rồi, ok. Rồi, mình đã về tới KFC ở đây. Đầu tiên mình nghĩ là chúng ta sẽ phải gọi là lắp cái bức tường lại. Đây, mình có cái khối xi măng ở đây. Lắp nó lại. Đó, lắp lại trước đi rồi tính sau. Bên đây còn nè, còn 4 khối đủ không ta? Hy vọng là đủ. Ok, đủ luôn nè. Hợp lý. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là sử dụng khói màu nè. Mình chọn màu đỏ đúng không? Đây, màu đỏ này đúng không? Chọi vào, đúng luôn rồi nè. Rồi, chúng ta sẽ sơn lại. Rồi, hợp lý. Bây giờ tới lượt là cửa kính nè. Cửa kính hiện tại đang bị vỡ nè. Mình sẽ phải lắp kính vào. Đây. Rồi, ok, còn chỗ nào bị vỡ nữa không ta? Mình nghĩ là chắc là hết rồi. Bây giờ mình sẽ sơn màu trắng vô cho bằng nó. Cái cửa kính này là nó màu trắng, cho nên mình sẽ sơn màu trắng vào. Rồi. Đó. Quá hợp lý luôn. Các bạn thấy cái cửa kính nó màu trắng mà tự nhiên chỗ này nó trong suốt á thì nhìn nó hơi kỳ, cho nên là mình sẽ sơn màu trắng vào luôn. Đã làm là phải làm cho tới, bạn hiểu không? Làm là làm phải cho nó đẹp, thật là đẹp thì người ta mới trả lương chúng ta một cách gọi là thoải mái được. Rồi, quá hợp lý. Vậy là kính đã hết bị vỡ rồi nè. Bây giờ tiếp theo nữa là mình nghĩ là mình sẽ trang trí bàn ghế cho bằng nó. Rồi, để mình lấy bàn ra mình trang trí nha. Rồi, bây giờ trang trí bàn ghế nha. Mình sẽ để một cái bàn ở đây và một cái ghế ở đây như thế này. Đó. Rồi cắt nó ra. Để thế này. Quá đẹp luôn. Cái bộ bàn ghế màu trắng này là quá phù hợp với KFC luôn các bạn ơi. KFC là người ta gọi là thích màu trắng với màu đỏ thì phải. Mình để ý là tiệm KFC nào cũng chỉ có màu trắng với màu đỏ thôi à, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi mình nghĩ là dãy bàn bên đây là mình đã để đủ rồi nè. Khoảng 15 cái bàn cái ghế nữa. Ok. Rồi, bàn thì có nhiều rồi nè. Bây giờ là mua thêm ghế nữa thôi. Ui, hình như mình bị đói bạn ơi. Cho tôi xin ổ bánh mì nha. Trời ăn tạm ổ bánh mì vậy bị đói bụng rồi. Người ta đi làm, người ta làm lao công thì người ta cũng bị đói bụng chứ. Cho xin ổ bánh mì nha. Mình đã ăn ăn lén một ổ bánh mì của KFC. Không biết cái tí nữa có bị trừ tiền hay không đây. Bỏ bóng đèn vô cái nó nhìn thấy sáng sủa liền. Bỏ vào nè. Bên đây thêm một cái bóng đèn nữa. Rồi, quá hợp lý. Bây giờ là trang trí đủ rồi nè. Bóng đèn các kiểu để vào hết nè. Bây giờ là bỏ thức ăn vào trong đây đúng không? Ôi, ở trong tiệm có bán cơm nè, coca nè, đùi gà nè. Rồi có cái gì, cái này là cái hộp mà đựng KFC đem đi đem về đúng không? Ờ đúng rồi, cái này là cái hộp đựng KFC đem về nè các bạn. Wow, hợp lý quá vậy. Rồi mình sẽ bỏ cơm, cá, bánh mì, khoai tây với lại hamburger rồi thịt gà vào nè. Rồi ok. Vậy là chúng ta đã có thể gọi là hoàn thiện được cái tiệm KFC đó các bạn ơi. Đây nhìn nè, xung quanh đây gọi là được trang trí bàn ghế nè. Đó, rồi được trang trí đèn, trang trí hoa các kiểu nữa. Rồi còn rất là sạch sẽ luôn, được mình quét dọn sạch sẽ luôn rồi. Ok. Rồi mình mới vừa đổi lại skin để mình chào mấy bạn các bạn ơi. Chứ dùng skin nữ chào thì nó hơi kỳ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và trong tập này chúng ta đã có thể gọi là sửa chữa một cái tiệm KFC hoàn thành rồi nè. Và mình không biết mình được bao nhiêu tiền, ta quên để xem để coi được bao nhiêu tiền cả. Bây giờ mình phải về nhà mình. Mỗi lần trang trí xong á thì về nhà thì sẽ có tiền ở nhà. Rồi để mình xem coi mình sẽ được bao nhiêu tiền nha các bạn. Ok. Wow, 3 stack luôn. Trời ơi trời. 64 với lại 64. 64 x 3 là 192. Vậy là mình đã được 192, có nghĩa là mình được gấp đôi tiền của cái căn nhà dưa hấu lần trước các bạn ơi. Wow. Quá trời tiền luôn. Vậy chúng ta có thể có tiền rồi, là có thể sắp sửa rồi là mua nhà được rồi. Không biết một ngôi nhà là bao nhiêu tiền đây. Để tập sau mình sẽ cố gắng mình kiếm thêm để mình mua đủ ngôi nhà nha các bạn. Thì mình sẽ thoát khỏi cái cảnh gọi là sống trong cái ngôi nhà nghèo nàn này nữa rồi. Mình sẽ mua cái căn nhà biệt thự bên kia đi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như anh em thích
video này và thấy thích cái series này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy bình luận cho mình biết rằng là các bạn muốn mình trang trí và sửa chữa thêm cái nào tiếp thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, vậy bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, Phong Lao Công yêu các bạn phải rồi. Bye bye.